với giáo pháp Đức Phật với một bàn tay rộng mở, chứ không phải là một bàn tay nắm chặt. Chính cái bàn tay rộng mở này mà những đệ tử của Ngài cũng nói theo những pháp môn, môn 4000 pháp môn đó, để rồi coi như cũng thành công như Đức Phật, tức là cũng diệt độ, cũng nhập niết bàn, cũng vào cái cảnh giới vô sanh. Mặc dầu là những vị A La Hán nghe theo lời của Đức Phật mà cũng được giác ngộ luôn, chứ không phải là Đức Phật ích kỷ, chỉ biết cho chính mình mà không đem giáo pháp truyền dạy cho người khác. Quý vị thấy Huynh Pháp Hữu xuất hiện chưa? Sao quá giờ rồi mà chưa thấy Huynh Pháp Hữu? Quý vị chờ chút ha, trong thời gian chờ đợi, quý vị có ý kiến gì cứ tiếp tục. Rồi để dành cho Sít Nhật Quỳnh một cuốn ha. Rồi khi nào đi về Texas thì chúng tôi sẽ giao cho Sít Nhật Quỳnh, rồi giao luôn cả một bộ pháp cú luôn ha. Giao luôn một bộ pháp cú luôn. Hôm trước mượn một cuốn mà nó thất lạc đâu rồi, bây giờ phải trả nguyên một bộ, sướng chưa? Lời quá rồi còn gì nữa. Chúng ta tu tập luôn luôn là có lời giống có lỗ, bởi vì làm lành được vui. Mình bây giờ có cực khổ chút xíu đi nữa trong cái thiện sự, nhưng mà cái quả nó sẽ đem đến cho chúng ta. Giống như câu Phật ngôn tham mô há quê rất khá tiết tham má cha rì, mình thực hành những cái việc lành thì những cái việc lành đó sẽ đến với chúng ta, chứ không có bao giờ mất mát. Đừng nghĩ rằng cái việc làm này vô bổ, mà cái việc làm này có một cái lợi ích trong hiện tại và cũng như trong tương lai. Đây, kính lễ Đại Đức Pháp Quang vừa đến Pháp hội. Như vậy Huynh Pháp Hữu giờ cũng chưa thấy nè ha. Hôm nay thì cái đề tài Huynh Pháp Hữu chúng tôi đưa lên lần nữa để cho quý vị tham khảo trước ha. Rồi khi Huynh Pháp Hữu trình bày, nếu có thời gian thì quý vị có thể nêu lên thắc mắc. Nhưng mà cái khổ cái là thiền cũng là một cái vấn đề bất khả tư nghị. Nó khổ cũng với cái thiền cũng là bất khả tư nghị, bởi vì ai ăn nấy no. Khi chúng ta tu tập tới một cái trình độ đó thì tự mình biết lấy, chứ người khác không biết được. Cho nên quý vị thấy rằng trường hợp mà người con gái của ông cấp cô độc á, cô gái ông cấp cô độc kêu ông cấp cô độc bằng chú em, kêu bằng chú em, kêu cha và bằng chú em, thì quý vị có nỗi khùng không? Mình nuôi nắng cho nó khôn lớn, bây giờ coi như nó sắp chết rồi mà nó còn giỡn mặt, nó kêu mình bằng chú em nữa chứ. Thì quý vị nghĩ buồn không? Buồn chứ, buồn quá đi. Cho nên sau khi mà đem thiêu xác con rồi cái mới tới trình lên Đức Phật, nó cũng tạo thiện sự nhiều để bắt cúng dường làm phước dữ dội. Nhưng mà tại sao khi mà nó chết mà nó là hoảng sợ, nó kêu con mà chú em bệnh ngay? Đức Phật nói trong sự tu tập, người cấp bậc thấp thua nó, tức là một bên á Tư Đà Hàm quá vị cao hơn, một bên Tu Đà Vờn thì cái quá vị nó thấp hơn, thì người lớn á gọi cái người thấp hơn mình á bằng chú em. Nhưng mà ông cấp cô độc không hiểu cái chỗ này, mặc dù là một cái vị thánh nhân ha, nhưng mà cái trình độ tu chứng của mình thấp thua người con gái Svada. Để rồi khi nghe gọi chú em thì cũng quạo lắm chứ. Cái chuyện đó bình thường á, trong rung của chúng ta nhiều khi có những người chọc giận chúng ta cũng quạo lắm chứ, bởi vì con phàm phu mà. Đó là tám pháp thế gian.
Rồi thì Diễn Hòa Vi Quý ha, chúng ta chờ đợi để Huynh Pháp Hữu đến và chúng ta sẽ hiểu được trong cái tiến trình tu tập mà chính Ngài Anuruddha từng theo dõi và báo lại cho chúng ta biết con đường đi của Đức Phật về cảnh giới vô sinh. Rồi, đưa lên lần thứ ba mà Huynh Pháp Hữu cũng chưa có đến nữa. Quý vị hãy tham nhẫn và bảo đảm trước sau gì chúng ta cũng gặp Huynh Pháp Hữu thôi. Bởi vì đưa ra cái đề tài thế này thì bảo đảm rằng Huynh Pháp Hữu sẽ đến. Để 8 phút hả? Chuyện nhầm nhò gì? Quý vị có nghe cái câu này, nghĩa là một nhân vật quan trọng á, càng trẻ bao nhiêu á thì mới có giá trị. Chứ bây giờ mình tới mình ngồi chờ trước 8 phút á thì người ta hỏi khi dễ. Nó trời ơi, thuyết giảng dạy một cái gì tới sớm quá là cái làm cho người ta coi như là nghĩ thế này nghĩ thế kia. Nếu mình thuyết giảng hay thì không nói ha, nhưng mà nếu mình giảng gì mà coi như Phật ý Phật lòng người ta rồi đó, người ta là nghĩ xấu nữa, cái đó là nguy hiểm ha. Coi chừng chúng ta hủy ban pháp. Bây giờ cái gì cũng có nhân có duyên, trễ 8 phút có lý do của vấn đề trễ, không sao. Chúng ta trong một tiếng sinh hoạt tùy duyên, trong vấn đề tùy duyên đó thì chúng ta cũng thấy cũng có nhiều ý kiến. Ví dụ Sĩ Kim ý kiến nó cũng hay, Sĩ Nhật Quỳnh ý kiến cũng tốt, chứ đâu có phải là chúng ta lên nói tào lao đâu ha, đâu có nói chuyện bậy bạ. Mà những cái gì thực tế trong cuộc sống, nhất là Vu Lan vừa rồi đã trải qua, thì chúng ta những cái điều mắt thấy tai nghe, để cái nghi thức của Vu Lan áp dụng trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có tri ân ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ hoặc là những vị trưởng lão trong gia tộc hay không, đó là điều quan trọng ha. Rồi bây giờ ai có ý kiến gì thì trong đời Huynh Pháp Hữu. Alo, đây có ý kiến gì nữa không? Pháp Hữu cũng chưa xuất hiện. Ai có số điện thoại Pháp Hữu? Chắc ai có số điện thoại không? Liên lạc thử, nhiều khi bận cái vấn đề gì đó hay là quên đi. Một tuần đến một lần thì nhiều khi quý vị cũng biết rằng hơi khó khăn ha. Chứ đến thường xuyên á thì cái đó thành ra một cái lệ, còn lâu lâu mới đến nhiều khi cũng quên đi. Có ai có số điện thoại Huynh Pháp Hữu không ạ? Rồi, mời Sĩ Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, Đại Đức Pháp Cao, Đại Đức Pháp Quang và cùng chư Trung Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Hoa Trăm Ba cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin đỡ mít cho Ngài một chút thôi và kính mời ở trong đạo tràng này nhiều vị có Facebook của Huynh Pháp Hữu đó. Và kính mời quý vị liên lạc Huynh đi. Nhật Quỳnh nghĩ là Huynh chắc trục trặc đường nét gì thôi, tại lâu quá. Và cảm ơn Ngô Chí Minh. Và không biết đây là nam hay nữ. Dạ, Nhật Quỳnh nghĩ chắc kính chào Huynh Pháp Hữu. Dạ, đạo tràng đang chờ Huynh Pháp Hữu, rất là hoan hỷ Huynh vào rồi. Dạ, cảm ơn Ngô Chí Nam. Mời Huynh chánh ngộ nha, mời Huynh chánh ngộ. Nhật Quỳnh xin xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con xin đọc bài tỉnh sư. Rama chaloka thipati saham pati tanjali antiwarang aya chatha
Santi tassata paracchajati kadese tu thammang anukampimang pacang sattamma fering vinayan chakayang suttan chapanthang afithamma chammang akotayanto chatusak chadandang papo thaneye parisa yamache. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm đời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lộc giả ngày giờ chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạnh giáp viện toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí truy vẹn toàn. Nhà con kính nhường mic lại cho chú Pháp Hữu. Dạ, cảm ơn huynh Chánh Ngộ. Con kính đảnh lễ sư Thủy Đức, quý chư tổ đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu. Dạ, cảm ơn chị Quỳnh. Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi chia sẻ làm vườn Phật Pháp, chúng tôi xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadeni Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkang Namami. Cội Bồ Đề, trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí vận tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅkhaṃ namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin vào cái đề tài của buổi chia sẻ Phật Pháp ngày hôm nay. Đề tài đó là trình bày tóm tắt về chương 23 của cuốn sách của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Chương này có đề là tiến trình nhập thiền của Đức Phật trước khi Ngài diệt độ. Không biết là rõ. Và chị Gia Quỳnh có đưa ra cái bản thông báo đó, trong có cái link để mời các anh chị đi vào trong cái trang web có chứa nội dung cái bài dịch của cái chương 23 này. Thì các anh chị nào vào được xin cho cái bông hồng hoặc là số 1. Vậy thì như thường lệ khi chúng tôi trình bày thì chúng tôi thường theo sát những gì mà chúng tôi có ghi ra ở trong cái trang web đó. Chào anh Dũng, chào Ngô Trí Minh. Thì để tóm tắt, chúng tôi đã đi ngưng hoặc vào trong room khoảng 3 tuần, qua là 4 tuần. Bởi vì đi xa, từ chúng tôi ở bên miền Tây nước Úc, phải bay đi khoảng 6-7 ngàn cây số sang miền Đông Bắc.
xứ Úc, trên chóp của mình dọc theo bờ biển phía bắc và phía đông thành phố Cairns, sẽ là một thành phố du lịch thường có nhiều cái du khách, nhất là trong cái mùa này là cái mùa đông lạnh lẽo ở bên mạn phía nam, tức là nơi đa số dân cư người Úc tụ tập. Nhưng mà ở phía miền bắc, nhất là ở vùng Cairns, thì tương đối ấm áp, thì khí hậu tốt, thành thử ra người Úc thường đi trốn lạnh chạy lên đó, hoặc là một số du khách ở nước ngoài, nhất là ở bên Nhật và Âu Châu, sang mà tận hưởng cái không khí trong lành và như bờ biển thanh tịnh của thành phố Cairns. Thành phố Cairns là một thành phố sống về nông nghiệp và ngư nghiệp, nhưng mà sau mấy chục năm, khoảng 10 năm gần đây, thì được phát triển thành một cái điểm du lịch để nghỉ hè, để người ta tới thư giãn. Và cô hai nhà chúng tôi là cô con gái đầu, thì cô làm bác sĩ và làm việc tại bệnh viện ở Cairns, cùng với ông chồng cũng là bác sĩ, và có đứa con gái, mới sinh đứa con gái vào cuối năm ngoái. Là cái này chúng tôi đi thăm cháu ngoại, thăm con và cháu ngoại, là cũng ở đó chơi với lại gia đình con gái 3 tuần, vậy mà không có vào room. Bởi vì khi mà chúng tôi quan niệm là khi đi xa thì không có dính mắc nhiều về những cái công việc hàng ngày, công việc thường lệ, cũng không có vào pao talk hoặc là những cái diễn đàn ở trên internet. Mặc dù chúng tôi cũng có truy cập được, nhưng mà chỉ trao đổi thư từ quan trọng, hoặc là những khi cần thiết, hoặc là chúng tôi dùng internet chỉ để theo dõi những cái thông tin hoặc là những cái tài liệu, và mình đọc vào ban đêm khi vắng lặng thì chúng tôi vào đọc để theo dõi mà thôi, chứ không có tích cực trao đổi hoặc là tham gia vào bất cứ cái hoạt động nào khác trên internet. Thì bây giờ trở về đây thì chúng tôi xin tiếp tục cái bài nói chuyện này để mà trình bày nội dung cuốn sách. Thì mời các anh chị đi vào trong cái hình đầu tiên, chúng ta ôn lại thôi. Cái hình đầu tiên chúng tôi đưa ra cái là cái tựa đề cuốn sách, và cuốn sách này thật sự ra là viết bằng tiếng Anh, Mindfully Facing Disease and Death, có ngày thì khu Analayo, Compassionate Advice from Early Buddhist Texts. Nếu mà mình dịch cho sát nghĩa thì là chúng tôi tạm dịch là tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết, lời Phật dạy trong kinh văn nguyên thủy. Thật sự ra là nếu mà dịch sát nghĩa tức là những lời khuyên từ bi từ trong những kinh văn nguyên thủy. Và cái chữ nguyên thủy ở đây thì chúng tôi cũng hơi cũng đang bối rối, chưa biết phải dịch cho đúng hay không. Bởi vì theo cái tinh thần của những trong cuốn sách, cũng như những cái tài liệu, những cái bài tham luận của ngài Tỳ Khưu Analayo và một số các vị chư tăng Tây phương khác, thì cái chữ Early Buddhism, nếu mà dịch sát nghĩa thì có thể gọi là Phật giáo sơ kỳ, trong Phật giáo trong cái thời kỳ đầu tiên. Ở Việt Nam thì mình có khuynh hướng dịch là nguyên thủy, nhưng mà các vị cao tăng giả Tây phương thì thường tránh dùng cái chữ nguyên thủy là original, mà chỉ dùng cái chữ early, sớm, Phật giáo sớm, Phật giáo tiên kỳ hay là sơ kỳ. Đó là những cái tài liệu hoặc là truyền thống được ghi lại trong khi Đức Phật còn tại thế, cũng như khoảng vài trăm năm sau khi ngài nhập diệt, tức là trước khi có cái phong trào Đại thừa hay phong trào Phật giáo phát triển ra đời, khoảng trong năm thế kỷ, từ khi Đức Phật còn tại thế, hoằng pháp, rồi nhập diệt, rồi sau đó phân chia bộ phái vân vân cho tới đầu công nguyên, lúc đó thì có cái phong trào mới, và về sau này thì người ta đặt cái tên là phong trào Đại thừa, để xem như là chung cho tất cả các bộ phái khoảng 500 năm. Và những cái tài liệu còn để lại thì
thường được các ngài học giả và các tăng sĩ Tây Phương gọi là Early Buddhist Literature, những cái kinh văn trong cái thời kỳ sơ đầu tiên, tức là Phật giáo sơ kỳ. Và cái cụm từ này được dùng ở trong cái cuốn sách của ngài Thì Khu Analayo và nhiều những cái cuốn sách khác của ngài, để chỉ chính yếu là từ lấy từ hai nguồn kinh điển. Thứ nhất là nguồn kinh điển Đại Gia, chúng ta thường gọi là kinh điển Nam truyền của bộ phái Theravada, và ngày nay còn lưu lại dưới dạng tiếng Pali. Và cái nguồn tài liệu chính yếu thứ hai là nguồn tài liệu các bộ kinh A Hàm trong Hán Tạng, dịch ra do các chư tăng Trung Quốc đi vào Ấn Độ trong đầu thế kỷ, trong đầu công nguyên, tức là từ thế kỷ thứ hai cho đến thứ khoảng thế kỷ thứ năm thứ sáu, các ngài đi thỉnh kinh, đi qua bên Ấn Độ thỉnh kinh từ nhiều bộ phái khác nhau về và dịch ra tiếng Hán, tiếng Trung Quốc, và lưu lại cho tới bây giờ. Nhưng mà tiếc rằng mà khi các ngài dịch ra sang tiếng Trung Quốc xong thì các ngài không có lưu lại cái bản gốc, bản tiếng Sanskrit mà ngày nay chúng ta còn, thì chỉ là có cái bản dịch tiếng Hán thôi. Thì các ngài, thì các vị học giả cũng xem như là nó cũng tương đối nguyên thủy, cũng là bởi vì đã ở trong cái được bắt nguồn từ những cái bộ kinh xuất hiện trong cái thời kỳ Phật giáo sơ kỳ. Đó là hai cái nguồn chính. Và còn hiện nay còn có một số những cái bài kinh, những cái rải rác, không có thống nhất từng bộ, nhưng mà rải rác trong dạng tiếng Sanskrit mà người ta còn tìm ra được, hoặc là trong tiếng Tây Tạng của cái nguồn Phật giáo Tây Tạng mà cũng không có hệ thống lắm. Thì đó, thì tóm lại là những kinh điển của Phật giáo sơ kỳ mà chúng tôi dùng ở đây để dịch từ cái chữ Early Buddhism hay là Early Buddhist Text, để chỉ hai nguồn chính là nguồn kinh điển Nikaya của Nam truyền và nguồn kinh điển A Hàm của Bắc truyền. Và cái xuất xứ hay là cái duyên sự mà để ngài Thì Khu Analayo viết ra, soạn ra cuốn sách này là dựa theo lời yêu cầu của giáo sư Đỗ Chính Dân, Aming Tu, một vị giáo sư người Đài Loan. Và khi giáo sư là người có nhiều công lao để giúp xây dựng cái hệ thống hóa hay là số hóa ở Tam Tạng Trung Quốc, Sibita, mà ngày nay đa số các nhà học giả Bắc truyền, ngay cả chư tăng Việt Nam mà giỏi rành tiếng Hán cũng đều sử dụng. Thì giáo sư Aming Tu là một trong những người tiền phong để mà đưa Tam Tạng Trung Quốc vào hệ thống vi tính. Thì thử ra, và Thì Khu Analayo, mặc dầu là một tu sĩ Theravada và ngài thì tu học ở Tích Lan và trình luận án tiến sĩ, phân tích cái chi tiết cái bài kinh lập niệm, bốn pháp lập niệm, thành trong cuốn sách mà chúng tôi đã giới thiệu lúc trước. Mà sau khi ngài tốt nghiệp tiến sĩ rồi thì ngài chuyển sang học tiếng Hán và dành toàn thời gian để mà nghiên cứu bộ A Hàm. Và trong cái thời gian ngài nghiên cứu như vậy thì ngài làm quen biết được với lại các học giả ở Đài Loan, trong đó có giáo sư Đỗ Chính Dân, Aming Tu. Và giáo sư Đỗ Chính Dân được chẩn bệnh là bị bệnh ung thư trong cái thời gian khoảng 1-2 năm điều trị. Thì giáo sư có ngỏ ý, góp ý với lại ngài Thì Khu Analayo rằng cần có một cái bộ sưu tập những cái bài kinh, những cái lời khuyên của Đức Phật hoặc là của chư tăng về bệnh tật và cái chết. Bởi vì bệnh tật và cái chết là một điều chúng ta, phàm nhân chúng ta, hoặc là ngay cả thánh nhân cũng không thể nào thoát khỏi. Sanh lão bệnh tử, đó là cái điều kiện tất yếu của kiếp con người. Bây giờ
làm sao có được một cái một tập sách, một cái bộ tuyển tập những cái lời Phật dạy và những cái, hoặc là những cái lời dạy của cái bậc đại, những vị đại đệ tử trong thời Đức Phật còn tại thế, để mà giúp chúng ta đọc, đọc khi chúng ta bị bệnh hoặc là gần chết, nó đọc để nhắc nhở chúng ta để đối phó như thế nào, để cái tâm của mình đối phó quan trọng. Bởi vì có rất nhiều bài kinh như vậy mình rải rác ở trong các bộ Nikaya hoặc là trong những cái bộ A Hàm. Bây giờ mà rất khó khó tìm nếu mình không có quen, nhất là những người cư sĩ bận rộn như chúng ta, lo chuyện cơm áo gạo tiền, hoặc giờ mình cũng có đọc kinh điển nhưng mà mình không có được cái đầu óc, cái hệ thống. Nên là mình cần có một cái tuyển tập như vậy, những trích lục, những lời Phật dạy. Và dựa theo lời yêu cầu đó thì mà cũng là cái dịp mà Ngài Tỳ Khưu Anālayo lúc đó đang nghiên cứu so sánh bộ Nikaya với bộ A Hàm, nên là Ngài trích ra những cái bài kinh từ Hán Tạng và Ngài dịch ra tiếng Anh để kết tập lại thành cuốn sách. Mà trong cuốn sách này, mặc dù Ngài không có đưa vào những cái bài kinh từ tạng Nikaya của Nam truyền, bài kinh Pali, nhưng mà Ngài cũng có đề cập đến. Có lẽ là không có muốn cuốn sách trở thành quá dày, thành thử ra Ngài có đề cập đến quy chiếu về đó và có ghi cái nguồn, thành thử ra chúng tôi trình bày và dịch sang tiếng Việt cái cuốn sách dựa theo kinh điển Am, thì chúng tôi cũng soạn tìm ra những cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu từ bộ Nikaya, và chúng tôi cũng đưa vào để mà chúng ta khỏi mất công tìm kiếm mà đọc thẳng ở trong những cái trang web mà chúng tôi trình bày trong trong suốt hai mươi mấy bài, hơn 20 buổi trình bày ở trong cái room này. Và cũng có thể trong tương lai nếu mà thuận duyên thì chúng tôi sẽ soạn lại thành một cuốn sách để mà ấn tống, mà chia sẻ với lại các bạn bè, các vị bạn đạo ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Không biết còn nghe rõ không? Thì đây là cái hình ảnh của giáo sư Eming Thu Tổ Chính Dân và Ngài Tỳ Khưu Anālayo, chúng tôi trích ra từ trên mạng. Bây giờ các đặc biệt là các anh chị ghi nhận cái hình của giáo sư Eming Thu, cái hình ở bên trái khi giáo sư còn khỏe mạnh. Các anh chị có thấy được hình này không? Nếu thấy được thì xin cho số 1. Ở bên trái hình giáo sư Đỗ Chính Dân, em Minh Thu. Bây giờ từ cái hình ảnh này chúng ta đi qua cái hình tiếp, hình tiếp số 3. Các anh chị vào được cái hình tiếp chưa? Cái hình tiếp này là chúng tôi làm cái poster để trích ra cái lời một cái lời nói mà chúng tôi rất tâm đắc trong cái phần lời bạc của cuốn sách do giáo sư Đỗ Chính Dân viết. Thì chúng ta thấy đây là cái hình mà chỉ có vài tháng trước khi ra qua đời, tức là lúc đó đã bị bệnh ung thư, đã điều trị, đang điều trị, thì chúng ta thấy khác hẳn, già đi, ốm đi, nhưng mà vẫn mặt vẫn còn tươi vui. Chị Nguyễn Tuệ có thấy chỗ này mặt vẫn tươi vui nhưng mà mình chưa thấy ốm này, già hơn người bệnh, hai cái hình khác hẳn này. Đó là cái đấy mà mình thấy, đó là mình nhận được, mình chấp nhận cái đời sống của mình. Đôi khi mình không có chấp nhận, bản thân chúng tôi cũng vậy, mình chỉ lựa những cái hình mình còn trẻ, còn đẹp trai hay đẹp gái để mà trình bày, để mình chiêm ngắm thôi. Còn những cái hình mình già đi hay lúc mình ốm yếu thì mình lại không có thích nhìn, hoặc là không thích chia sẻ với bạn bè. Nhưng mà nếu mà mình là một cái người con Phật thì mình phải chấp nhận thực tế, già và bệnh là điều tất yếu, làm sao là mình chấp nhận trong an vui, và đó là mới là cái điều quan trọng. Và cái poster này chúng tôi đưa ra thì chúng tôi rất là tâm đắc, và tạm dịch nó là cái câu của Ngài Amin Tu, của giáo sư Amin Tu, là hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi. Từ khi bắt đầu bị bệnh,
Tôi đã sử dụng câu này như là một nguyên tắc hướng dẫn cho cuộc đời tôi. Tôi đã xem mỗi lớp học, mỗi cuộc họp, mỗi lần gặp nhau và mỗi cuộc trò chuyện như một buổi chia tay. Với thái độ này, tâm trí tràn ngập lòng biết ơn và sự đánh giá sâu sắc của từng khoảnh khắc. Mỗi buổi sáng giống như bắt đầu của một cuộc sống mới. Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc đời thôi. Rồi mình thấy có lẽ vì thấm nhuần Phật Pháp và một người đóng góp cho Phật sự trong suốt cuộc đời của giáo sư, thành thử ra khi bị bệnh rồi thì giáo sư xem đó như là một cái dịp để mà nhắc nhở mình sống từng ngày. Những Đức Phật cũng đã từng dạy như vậy, mà sống tỉnh thức từng ngày, và mình mỗi lần gặp nhau như vậy mình có thể để mà tự nhắc nhở mình có thể nói rằng có thể là một cuộc gặp gỡ cuối cùng. Rồi chia tay sẽ không còn bao giờ gặp nhau nữa. Thành thử ra mình trân quý từng khoảnh khắc khi mình đối diện với những người bạn hoặc là những người mà mình gặp mặt trong lớp học, hay là trong cái sinh hoạt từng nhóm, hay là khi ngay cả khi mình trao đổi trên một cái môi trường ảo như là trong Facebook hay là trong room pal talk này cũng vậy. Nhiều khi mình quên đi, mình không để ý đâu, sau khi đó rồi là chia tay vĩnh viễn. Có thể là mình qua đời vì một cái sự cố nào đó, hoặc là có thể cái người mà mình nói chuyện tiếp xúc đó, người ấy cũng qua đời, mình không biết được. Và chuyện này cũng đã từng xảy ra, ngay cả trong pao thoát, đột ngột là có được tin là một hai bạn đó bị bệnh hay bị tai nạn rồi chết, nghe là bùa vàng. Rồi chuyện đó cũng có thể xảy ra cho mình. Thành ra mình trân quý, làm sao mình trân quý từng giây phút, từng lúc là mình gặp nhau rồi đó. Mà khi mình nghĩ như vậy thì mình sống trong tỉnh thức và mình không có muốn tạo ra những cái hận thù hiềm khích với nhau một cách vô ích, tranh đấu. Mình đối xử với nhau tử tế, thông cảm với nhau. Quý vị có thể ngày mai hoặc là sau cái buổi gặp mặt này là không còn gặp với nhau nữa, chia tay vĩnh viễn. Ra mình nghĩ như vậy. Khi mà mình nghĩ như vậy rồi thì mình cảm thấy cái thời gian gặp nhau và cũng như quý cái người đối diện của mình. Đó, cái điều tôi thấy thái độ rất hay. Và cái câu cuối cùng mà khi giáo sư nói chia sẻ đó là mỗi ngày như vậy, mỗi buổi sáng khi mà giáo sư bắt đầu mở mắt vậy thì cho rằng đây là cái ngày đầu tiên trong cuộc đời mà cũng là ngày cuối cùng. Và cái điều đó là cái điểm tôi học được từ lâu rồi, từ bà là thiền sư Ayakema khoảng 30-40 năm trước. Bà cũng có dạy như vậy. Buổi tối trước khi mà mình nằm trên giường, trước khi mình nhắm mắt ngủ thì mình suy tưởng lại những gì mình đã làm trong ngày, mình xem là có thể là đêm nay là đêm cuối cùng, mình nằm xuống rồi nhắm mắt rồi là mình buông bỏ, có thể là mình không còn mở mắt được nữa, mới tập chết. Rồi sáng hôm sau khi mình mở mắt ra thì mình biết rằng mình vẫn còn sống, và mình xem rằng mình có tâm niệm rằng bắt đầu một cuộc đời mới trong 24 giờ hay là trong mười mấy tiếng đồng hồ mà khi còn ánh sáng mặt trời như vậy, là mình sinh hoạt trong một cái cuộc sống mới, mình làm lại từ đầu, và phải trân quý, bởi vì mình không biết được chỉ sống ngày hôm nay mà ngày mai không biết ra sao, không biết. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Cái hình này là chúng tôi soạn ra để chỉ cái mục đàn bài của cuốn sách gồm có 24 chương. Và 24 chương này hôm nay thì chúng ta sẽ xem cái chương 23. Và tuần tới thì là chương 24 là về quán tưởng về cái chết hay là niệm chết. Còn về cái phần kết luận và các hướng dẫn hành thiền thì chúng tôi đã trình bày trong lâu rồi, khoảng năm ngoái thì phải. Có thể là chúng tôi sẽ trình bày lại, chia sẻ lại. Và ngài Tỳ Khưu Ananda vô rất là khoa học. Bên cạnh cái mục lục từng chương như vậy thì ngài cũng đưa ra một cái bảng gồm có 24 cái đề tài mà chúng ta có cần lưu ý và có thể tìm hiểu thêm dựa theo kinh điển. Có trong những cái bài kinh mà Đức Phật dạy hoặc là Chư Tăng có đề cập đến như thế nào trong kinh điển Nikaya cũng như kinh điển A Hàm. Và chương 23 này thì để tìm hiểu sâu rộng thêm, nếu chúng ta có thì giờ thì chúng ta nên tìm hiểu thêm
Vậy những cái bài kinh mà Đức Phật giảng về bốn tầng thiền hữu sắc và bốn tầng thiền vô sắc có liên quan đến cái chương 23 mà chúng tôi sắp sửa trình bày ngày hôm nay, đó là về cái trạng những cái trạng thái thiền, nhập thiền của Đức Phật khi ngài nhập diệt như thế nào. Chúng tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc lại cái phần mà chúng tôi đã dịch trong cái từ cái chương 23 của cuốn sách. Còn nghe rõ chưa ha? Chương 23, tiến trình nhập thiền của Đức Phật trước khi diệt độ. Các anh chị có thể trở về cái link chính để theo dõi cái bài đọc của chúng tôi. Giới thiệu: trong chương này, Đức Phật tiếp tục giảng dạy với lòng từ bi ngay cả trong những giờ phút cuối cùng trước khi nhập diệt. Các đoạn kinh văn được dịch dưới đây tường thuật câu chuyện ngài an ủi trưởng lão Ananda đang sầu khổ, và sau đó ngài chỉ dạy các môn đệ tụ tập chung quanh. Ở đây thì trong cái chương này, ngài Thì Khưu Analayo trích hai đoạn kinh, chỉ hai đoạn thôi, của bài kinh Du Hành trong trường A Hàm, bài kinh số 2, và bài kinh tương đương với trường A Hàm là bài kinh số 16 ở trong trường bộ Nikaya, Digha Nikaya. Bài kinh 16 ở trong trường bộ của tạng Nikaya có tựa đề là Đại Kinh Bát Niết Bàn, tức là một bài kinh dài về chuyện Đức Phật Bát Niết Bàn, tức là coi như là nhập diệt. Thường thường thì chúng ta dịch là kinh Đại Bát Niết Bàn, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái đó là không có đúng, hoặc là nếu mà dịch đúng theo từ tiếng Hán là phải là Đại Kinh, Đại Bát Niết Bàn Kinh. Và cái chữ đại ở đây là để bổ nghĩa cho chữ kinh, chứ không có phải là để bổ nghĩa cho chữ Bát Niết Bàn. Bát Tàng tức là Parinibbana, tự nó là đã có đủ nghĩa rồi, không cần có thêm cái chữ đại nữa. Âm là Bát Niết Bàn, bởi vì không có cái từ nào tương đương để dịch ra được. Và cái Niết Bàn tối hậu, hiểu theo cái nghĩa thông thường, tức là một cái vị hành giả đắc đạo, giác ngộ, và cái lúc mà cái ngũ uẩn ngưng hoạt động, thì mình gọi nôm na là chết. Tức là vị ấy vào nhập Niết Bàn, hay là nhập một cái trạng thái, đưa vào cái trạng thái Niết Bàn, không còn tái sinh luân hồi nữa. Khi nếu một cái vị ấy vẫn còn sống, chẳng hạn như Đức Phật đêm rằm tháng tư ngài thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, lúc đó là ngài Niết Bàn, tức là ngài lúc đó cũng đắc Niết Bàn giác ngộ, nhưng mà cái thân ngũ uẩn của ngài vẫn còn hoạt động cho đến lúc mà ngài nhập diệt ở Kusinara 45 năm sau. Thì lúc đó thì gọi là Bát Niết Bàn, Parinibbana, tức là Niết Bàn tối hậu. Tự nó đã đủ nghĩa là cái chữ đó, không cần chữ đại. Mình chữ đại Bát Niết Bàn là sai, có thể dịch là Bát Niết Bàn, hoặc nếu mà dịch hỗn hợp Hán Việt thì gọi là Đại Niết Bàn. Còn ở đây cái chữ đại ở đây tức là chỉ bài kinh dài, Đại Kinh, Đại Kinh về Bát Niết Bàn. Và đúng như vậy, bởi vì bài kinh số 16 trong trường bộ kinh được xem như là bài kinh dài nhất trong tạng Nikaya, thuật lại về khoảng thời gian hơn khoảng chúng tôi nghĩ khoảng 9 tháng trước khi Đức Phật nhập diệt, tức là sau cái mùa hạ cuối cùng rồi đó, thì ngài bắt đầu đi du hành. Lúc đó thì bắt đầu cái bài kinh bắt đầu lúc đó, một mùa hạ thứ 41 cho tới năm 45, năm thứ 45 thì là ngày nhập diệt, ngày rằm tháng 4. Và trong cái bài kinh này theo tạng Nikaya tường thuật lại, ghi lại thì có rất nhiều câu chuyện, chứ không phải chỉ xảy ra trong một thời điểm thôi, xảy ra một thời điểm khoảng 8-9 tháng, nhiều câu chuyện quay quanh những cái năm tháng, những ngày tháng cuối cùng của còn tại thế của Đức Phật. Thì trong đó ngài Tỳ Khưu Analayo trích ra hai đoạn thôi. Một đoạn thì nói về
tường thuật lại cái ngày Ananda biết vị đạo sư, vị thầy yêu mến của mình sắp sửa nhập diệt, thì ngày Ananda sầu khổ, thì Đức Phật gọi tới khuyên dạy, khuyên dạy như thế nào, rồi ngài cũng khuyên dạy những cái vị đệ tử chung quanh và có cái lời nói cuối cùng trước khi ngài nhập thiền và nhập diệt. Đó là câu chuyện thứ nhất mà ngài Tỳ Khưu Anarayo trích ra. Câu chuyện thứ hai là nói về tiến trình nhập thiền của ngài trước khi ngài nhập diệt. Ngài nhập vào chính bậc thiền, nhập rồi xuất, nhập rồi xuất từng bậc như vậy, từ đi lên và đi xuống, rồi ngài nhập diệt. Thì đó là hai cái câu chuyện mà trích ra hai cái đoạn. Và phần này thì ngài Tỳ Khưu Anarayo dựa vào bản kinh Hán Tạng, trong Hán Tạng, nhưng mà chúng tôi cũng có đưa ra trong cái link đó đoạn kinh trích từ Tạng Nikaya tương đương, mà chúng tôi dựa theo cái bản dịch Việt của ngài Hòa thượng Minh Châu. Còn nghe được chưa? Chúng tôi xin đọc tiếp. Đoạn kinh văn đầu tiên có những điểm tương tự như kinh văn trình bày trong chương 14 về lý do khiến cho ngài Ananda buồn rầu sầu khổ, và Đức Phật đã an ủi ngài. Nhưng điểm khác biệt ở đây là sự kiện Đức Phật sắp sửa nhập diệt là lý do làm cho ngài Ananda đau buồn. Ở đây thì ngài muốn nhắc lại là trong cái chương 14 có nói về, có một bài kinh nói về sự kiện là khi ngài Xá Lợi Phất, một đại đệ tử của Đức Phật, nhập diệt, thì người đệ ngài Xá Lợi Phất nhập diệt ở gần Nalanda, thì người đệ tử mới làm quả, người đệ tử của ngài Xá Lợi Phất làm lễ quả táng, xong rồi mới đem tro cốt cũng như y bát của ngài Xá Lợi Phất đi về gặp Đức Phật và báo cho Đức Phật biết. Thì ngài Ananda biết được tin đó thì ngài bàng hoàng sửng sốt và ngài buồn rầu. Đức Phật gọi đến khuyên. Thì ở đây cũng vậy, khi biết Đức Phật sắp sửa nhập diệt thì ngài Ananda cũng buồn rầu than khóc. Thì Đức Phật cũng gọi tới khuyên an ủi. Rồi đó là cái lý do, nhưng mà cái sự buồn rầu đó, tiếc thương nó cũng tương tự, cái cảm giác tương tự như nhau. Và cái lý do làm thì không giống nhau. Lúc trước là được tin ngài Xá Lợi Phất đã qua đời, đã nhập diệt. Rồi bây giờ thì đã biết Đức Phật sắp sửa nhập diệt, là làm cho mình ra ngài Ananda buồn. Và điều này chúng ta cũng cần lưu ý là ngài Ananda chỉ đắc quả đầu tiên thôi, quả dự lưu. Mặc dù ngài là vị thị giả của Đức Phật hầu suốt 20 năm, trong 20 năm cuối cùng trong cuộc đời còn tại thế của Đức Phật, nhưng mà ngài có trí nhớ siêu phàm, ngài nhớ hết những cái gì Đức Phật giảng dạy cho ngài, cũng như những cái bài giảng, mặc dù ngài không có nghe, mà có những cái vị bạn đạo, những cái vị tu sĩ khác nghe và thuật lại cho ngài, ngài cũng ghi nhận trí giới và siêu phàm, nhưng mà ngài chỉ đắc được quả dự lưu, thử ra vẫn còn nhiều cái tình cảm không có bình thản được. Mình nhớ ngay cả bậc thánh, mà bậc thánh trong những cái quả đầu tiên thì vẫn còn những cái tình cảm như vậy. Chúng ta nhớ nhiều khi chúng ta hay có cái ý tưởng chê trách một cái vị nào đó, sao mà tu lâu năm rồi biết được nhiều kinh điển hành thiền này kia, giảng pháp này kia, mà sao vẫn còn những cảm xúc, do khi có thấy chảy nước mắt nữa. Thì mình nhớ rằng các vị đó vẫn là phàm nhân, nó là chuyện bình thường, mặc dù tu lâu năm. Mà ngay cả nếu như các vị đó có đắc đạo, mà đắc những cái quả đầu tiên thôi, chưa phải là đã quả A-la-hán là quả cuối cùng, thì các vị ấy vẫn còn những cảm xúc. Mình nhớ như vậy đó, mình hiểu và thông cảm, để đừng có vội vàng phán xét. Tôi xin đọc tiếp. Lời khuyên dạy của Đức Phật là một ví dụ quý báu về cách đối phó với sự sầu khổ này. Để giảm bớt sự tập trung quá mức về sự kiện vị thầy yêu quý sắp sửa ra đi, ngài, tức là Đức Phật, nhắc nhở trưởng lão Ananda hồi tưởng lại những ích lợi đa dạng mà trưởng lão đã có được thông qua sự thân cận lâu dài với Đức Phật.
Tương tự như thế, sự mất mát sắp sửa xảy ra của một người mà ta thương yêu có thể được bù đắp bằng cách nuôi dưỡng, bằng cách tưởng trân quý tri ân về những kinh nghiệm mà ta đã từng chia sẻ với người ấy trong quá khứ. Ở đây có một vài cái lỗi chính tả và cái gì đó dịch ở đây, chúng tôi sẽ sửa lại. Thì cái điểm này rất là cái điểm này ngài thì cứ anh ấy vô nhận xét được. Chúng tôi khi đọc tới cái chỗ này chúng thấy rằng ngài nhận xét rất hay. Tức ngài lý luận rằng cái lời khuyên Đức Phật cần phải hiểu và ngay cả trong cái đời sống cả nên vì và phải thấy vui đừng có tiếc thương, cũng như thể là mình sắp sửa mình sắp sửa mình thấy được một cái người bạn đạo hay là một người thầy của mình, vì ân sư của mình mà sắp sửa già yếu, sắp sửa ra đời qua đời thì mình đừng có buồn rầu thương tiếc, nhưng mà mình nhớ lại cái công ơn của vị ấy đã truyền dạy cho mình trân quý những cái công lao đó, mình cái cách mà mình đền đáp trả ơn mà mình nghĩ lại và mình làm sao mình hấp thu và mình áp dụng những gì cái vị ấy đã dạy cho mình, cái đó mới là cái quý. Và cái điều đó làm chúng tôi cũng trong mấy tối hôm qua chúng tôi ngồi, chúng tôi cũng rất là thấy tâm đắc, là bởi vì chúng tôi có chia sẻ riêng với một số bạn đạo về các vị thầy mà mình đã từng gặp, hoặc là đã mặc dầu chưa gặp mặt nhưng mà mình từng hấp thu, đọc qua, nghe giảng những cái bài giảng mà thâu âm lại trên YouTube hoặc là trên băng cassette ngày xưa, và những sách ghi lại những cái bài giảng của những cái vị thầy đó, mình tri ân. Và bây giờ biết được tin là các vị đó cũng trên 90, người nào cũng bệnh, ngồi xe lăn, mình biết có sẽ ra đi bất cứ lúc nào, nhưng mà mình không có buồn rầu, không có thương tiếc, mình tri ân những cái vị đó. Và cái lòng tri ân tốt nhất là mình cố gắng thực hành tìm hiểu những cái gì đó vị ấy đã giảng dạy cho mình, và mình tiếp tục cái quảng bá những cái công trình của các vị ân sư đó. Chúng tôi có chia sẻ với lại một số bạn đạo trong Facebook. Bây giờ xin đọc tiếp. Hoạt động giảng dạy của Đức Phật trong đoạn kinh văn tiếp theo bổ sung cho ví dụ về ông Chích Tát trong chương 22. Đó là chương trước, chương này là chương 23, thì trước khi chúng tôi đi xa chúng tôi có trình bày về cái chết của ông Chích Tát. Trong đó, bệnh nhân nằm trên giường cận kề cái chết vẫn có thể truyền dạy cho những người chung quanh, cũng như ông Chích Tát qua đời sau khi giảng dạy cho họ hàng của ông, Đức Phật nhập diệt sau khi ban cho lời dạy cuối cùng đến các vị đệ tử tụ tập chung quanh. Thì trong cái bài kinh trước, trong cái chương 22 trước, nếu các chị còn nhớ lại, thì ông Chích Tát nằm trên giường bệnh, và chư thiên đến, ông có nói chuyện với chư thiên, nhưng mà những cái người họ hàng chung quanh không biết, tưởng là ông bị mê sản. Nhưng mà ông sau đó thì ông nói rằng ông không có mê sảng, ông đang giảng cho chư thiên, và ông cũng đã dạy cho những cái lời dạy quý báu cho họ hàng đang ngồi ở chung quanh trước khi ông qua đời. Thì trong trường hợp này cũng vậy, đó là ông Chích Tá là một trong những đệ tử cư sĩ
nổi tiếng trong thời Đức Phật, rất là giỏi về pháp và hành thiền. Và trong trường hợp này Đức Phật cũng tương làm tương tự như vậy. Mặc dù Ngài trong những giờ phút cuối cùng rồi mà Ngài vẫn vì lòng từ bi có những cái lời giảng quý báu cho những người đệ tử, những môn đệ chung quanh đang ở hầu ở chung quanh trước khi Ngài nhập thiền rồi nhập diệt. Hai đoạn kinh văn được dịch dưới đây là từ bài kinh trong trường A Hàm, bài kinh số 2, tức là bài kinh du hành, tương ứng với đại kinh Bát Niết Bàn của trường Bộ. Trường Bộ là trong Nikaya, bài kinh số 16, Đi Anh 16, Đi Anh tức là Diga Nikaya. Còn trường A Hàm đi DA tức là Diga Agama. Ngoài ra còn có các đoạn kinh tương tự trong Tăng Nhất A Hàm, trong một bài kinh dạng Sanskrit và một số bản dịch, bản Hán dịch riêng rẽ, ghi lại những sự kiện cuối cùng trong cuộc đời của Đức Phật. Tức là trong những cái bài kinh đó cũng có tương đương với, và không phải chỉ ghi là một hai sự kiện mà ghi lại nhiều sự kiện trong những cái ngày tháng cuối cùng còn tại thế của Đức Phật. Thật ra sau đoạn kinh văn đầu tiên, đại kinh Bát Niết Bàn và các bài kinh tương ứng ghi thêm các câu chuyện khác trước khi tường thuật về lời giảng dạy cuối cùng của Đức Phật cho các vị đệ tử và tiến trình nhập thiền trước khi diệt độ. Ở đây tôi, tức là Ngài Analayo, chỉ trích dịch hai câu chuyện về sự đau buồn sầu khổ của Ngài Ananda và sau đó là những lời dạy cuối cùng và tiến trình nhập thiền của Đức Phật. Như chúng tôi nói hồi nãy đó, thì cái bài kinh du hành trong trường A Hàm cũng như bài đại kinh Bát Niết Bàn trong trường Bộ có nói nhiều, rất nhiều câu chuyện, nhiều cái sự kiện xảy ra trong những ngày tháng cuối cùng, khoảng 8-9 tháng khi Đức Phật đi du hành trước khi Ngài từ núi Linh Thú đi xuống rồi ngược về hướng Tây cho đến Kusinara. Nếu các anh chị nào đi hành hương thì sẽ biết cái chặng đường đó. Thì trong cái tiến trình Ngài đi như thế thì Ngài có những cái bài giảng, có những sự kiện xảy ra và bài kinh du hành cũng như bài kinh đại kinh Bát Niết Bàn có ghi lại, thành thử thành ra bài kinh rất dài. Thì Ngài Anarayo không có trích dịch hết, mà trong đó thì Ngài chỉ trích dịch hai cái điểm chính thôi, hai cái câu chuyện chính. Thứ nhất là về những lời khuyên giải an ủi của Đức Phật và những lời dạy cuối cùng của Ngài cho trưởng lão Ananda và các vị môn đệ đang hầu xung quanh. Và thứ hai là tiến trình nhập thiền của Đức Phật trước khi Ngài nhập diệt. Thì đó là cái ý của Ngài Analayo. Bây giờ chúng tôi xin đọc cái phần kinh văn. Thì phần kinh văn chúng ta đã dịch từ trước, thật ra đưa xuống cái bảng phía dưới thì đưa con chuột đi xuống phía dưới thì khó thấy được hai cái đoạn, hai cái bản dịch. Thứ nhất là bản dịch kinh du hành do Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch và chúng tôi hiệu đính lại dựa theo bản Anh dịch của Ngài Tỳ Khưu Analayo, và phía dưới là bài Đại Kinh Bát Niết Bàn, hai đoạn thôi, của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, nhưng mà chúng tôi mạn phép hiệu đính lại dựa theo cái bản tiếng Anh của Ngài, của ông Miss Walsh. Chị thấy được ha, phía dưới. Chúng tôi xin đọc cái phần bản phần tiếng Hán dịch sang tiếng Việt. Lúc bấy giờ, A Nan đứng hầu sao Phật, không tự ngăn nổi bi cảm nên vỗ giường than khóc rằng: Như Lai diệt độ sao mà vội thế? Thế Tôn diệt độ sao mà vội thế? Đại pháp chìm lặng sao nhanh quá? Con mắt thế gian diệt mất thì chúng sinh suy đọa lâu dài. Ta nhờ ơn Phật xuất gia, nay chỉ mới được lên bậc học địa, tu nghiệp chưa thành mà Như Lai đã diệt độ. Thì cái ý của Ngài đó là Ngài nói rằng sao mà Đức Phật, thế đấy là đây là một cái tâm lý rất thông thường. Và sao thấy ông thầy của mình, ông thầy yêu mến của mình sao mà sẽ diệt độ thấp nhanh thôi, nhưng là mình khỏi nôm na là qua đời nhanh rồi. Sao không tiếp tục ở lại với mình, bởi vì thầy mà mất đi rồi e rằng
chánh pháp sẽ không còn. Mình thấy đó là cái tâm lý suy nghĩ rất thông thường. Con mắt thế gian, tức là cái pháp này, cái đó là cái sự suy tôn của Đức Phật, tức là thấy rõ tất cả mọi chuyện. Nhưng mà bây giờ ngài mất đi rồi thì ai hướng dẫn chúng sinh đây? Chúng sinh sẽ suy đọa. Đó là nói chung chung. Rồi bây giờ mới nghĩ tới cái bản thân của mình. Ta nhờ ơn Phật xuất gia và nhờ Đức Phật khuyên dạy nên ngài xuất gia. Ngài là cũng là anh em bà con chú bác với Đức Phật, với ngài Bồ Tát. Mà chỉ đến bậc học địa. Học địa tức là hữu học, tức là vẫn còn học nữa, nhưng mà đã vào trong dòng thánh rồi. Thì ở đây có nghĩa là tiếp là ngài có lẽ chỉ là bậc dự lưu, mà nếu cao nhất là nhất lai và bất lai thôi. Đó là ba cái bậc hữu học. Còn đến bậc A-la-hán thì mới là vô học, tức là không cần phải học nữa, đã xong hết rồi, thành mãn rồi. Chúng ta nhớ chỗ đó ha. Chúng tôi có nói lúc trước là cái chữ vô học, cái cụm từ đó trong các thuật cử của Phật giáo không có nghĩa là cái người không có học hành gì hết. Mà chữ vô học đây tức là có nghĩa là không cần phải học nữa. Đã học xong hết rồi, đã hoàn mãn hết rồi. Đó là tức là cái bậc để ám chỉ bậc A-la-hán, bậc giác ngộ. Các anh chị có nắm được chỗ này không? Rồi nhiều khi cái nghĩa thông thường bình dân bên ngoài thì chúng ta dùng cái chữ vô học có nghĩa là chê bai cái người đó là không có học thức gì hết, không có biết, không có ở vô học đó là chê. Nhưng mà trong thuật ngữ nhà Phật là lưu ý ở chỗ này, vô học là cái từ cao sang, từ cao quý để chỉ một cái người là không cần phải học nữa, tức là hoàn mãn rồi, học xong hết rồi, tức là để chỉ cái vị A-la-hán. Còn các bậc thánh hữu học tức là còn phải học, tức là ba bậc thánh thấp hơn: dự lưu, nhất lai và bất lai. Còn chúng ta là phàm nhân thì là phàm phu, gọi là phàm phu vô bằng vô văn, tức là cái người phàm mà không có nghe được nhiều, không có chịu học hành gì hết. Hoặc là đó thì chúng ta phải nhớ như vậy, chứ không phải là mình là hữu học đâu nha. Đừng có nghĩ lầm như vậy. Cái chữ hữu học hay là học địa ở trong thuật ngữ nhà Phật thì là chỉ ba cái bậc thánh đầu tiên: dự lưu, nhất lai và bất. Còn chúng ta thật sự ra là vô văn phàm phu. Phải hiểu cái chữ dùng của trong cái kinh điển nhà Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn dù biết nhưng vẫn hỏi: Tỳ khưu A Nan đâu rồi? Các tỳ khưu bạch Phật. Chúng tôi xin nói lại chỗ này trước khi chúng ta đọc tiếp. Rồi bây giờ ngài A Nan Đa Thang là ngài chỉ mới được vào trong học địa thôi, tức là mới vào được, nhập được cái dòng thánh thôi, tu chưa thành mà thầy đã đi rồi thì ai dạy cho mình? Thì mình thấy cái tình cảm đó rất là thông thường, có cái tính tính ích kỷ ở trong đó, tức là muốn ông thầy ở lại để mà tiếp tục dạy cho mình cho xong. Bây giờ thì ông thầy cũng sắp sửa chết rồi, chưa qua đời rồi, tự nhiên mình tiếp. Rồi mình thấy nói lên một cái tình cảm rất là thông thường mà mình có thể hiểu được. Và chúng tôi cũng chắc lại ở chỗ này là ngài chỉ mới là bậc dự lưu thôi, thì ngài vẫn còn những cái tình cảm, những cái suy nghĩ như vậy, mình thông cảm nghe. Khi ấy Đức Thế Tôn dù biết nhưng vẫn hỏi: Tỳ khưu ăn đâu rồi? Các tỳ khưu bạch Phật: Tỳ khưu A Nan đang đứng cạo Phật, không tự ngăn nổi bi cảm nên vỗ giường than khóc rằng: Như đói diệt độ sao mà vội thế, đại pháp chìm nặng sao nhanh quá, con mắt thế gian diệt mất thì chúng sinh sẽ suy đọa lâu dài. Ta nhờ ơn Phật xuất gia, nay chỉ mới được lên bậc học địa, tu nghiệp chưa thành mà Như Lai đã dỗ. Bây giờ mới Đức Phật mới là giảng. Phật bảo A Nan: Thôi thôi A Nan, chớ buồn phiền than khóc. Từ trước đến nay, ông hầu hạ ta với những cử chỉ từ hòa vô lượng, ngôn ngữ từ hòa vô lượng và ý nghĩ từ hòa vô lượng không sao xiết kể. Mình nhớ, tức là thân, khẩu, ý. Cử chỉ tức là nói về thân, khẩu tức là ngôn ngữ, và ý tức là ý nghĩ, tức là thân, khẩu, ý của A Nan đối với Đức Phật hầu hạ như vậy, lúc nào cũng là nhẹ nhàng, kính trọng. Không có lường được, rất là nhẹ nhàng và kính trọng của hòa giải.
Ngày nay, này A Nan, ấy là ông đã cúng dường ta công đức rất lớn. Nếu có sự cúng dường nào của chư thiên ma vương Phạm Thiên Sa Môn và Bà La Môn cũng không sao bằng được. Ông hãy nỗ lực hơn nữa, ngài thành đạo không còn bao lâu nữa. Thì Đức Phật đã nói, ngài ông A Nan đã hầu hạ ngài, thân cận với ngài suốt 20 năm. Với những cái cử chỉ cung kính từ hòa, thân khẩu ý đối với Đức Phật, thì đó là một cái công đức rất lớn. Và con không có nên có bị cái mặc cảm, không có cái sự cúng dường nào mà cao thượng như vậy. Bây giờ thì Đức Phật mới nói cái điều này để khuyến tấn ông A Nan, tức là hãy tiếp tục nỗ lực, dù có Đức Phật hay không thì cũng phải tự nỗ lực tinh tấn hơn nữa để mà đạt đến cái quả cuối cùng, thành đạo, tức là đạt đến quả A-la-hán, quả cuối cùng. Thì Đức Phật cũng giảng các vị cho các vị tỳ khưu khác là đây là cái lời cuối cùng mà được trích đi trích lại nhiều lần, chúng ta nhiều người trích lần. Đức Phật mới nói: thế nên các tỳ khưu chớ có phóng dật, ta nhờ không phóng dật mà thành chánh giác, vô lượng điều lành toàn là nhờ không phóng dật mà có được, hết thảy vạn vật đều vô thường. Đó là lời dạy cuối cùng của Như Lai. Thì đây là cái trích từ cái đoạn Hán dịch, nhưng mà thường thường là chúng ta trích cái câu dạy, lời dạy của Đức Phật từ trong Tạng Nikaya của Nam truyền, thì chúng ta sẽ đọc cái lời giảng đó. Chúng ta các chị có thể đọc phim, hoặc là có thể đọc cái lời khuyên của Đức Phật đối với ngài Ananda dựa theo bài Đại Kinh Bát Niết Bàn của Tạng Nikaya như thế này: thôi đủ rồi Ananda, chớ có buồn rầu, chớ có khóc than. Ta đã tuyên bố trước ông rằng mọi vật ái luyến tốt đẹp đều phải sinh biệt tử biệt và dị biệt. Này Ananda, đã có được sự kiện này, các pháp sinh trú hữu vi biến hoại đừng có bị tiêu diệt. Không thể sự kiện như vậy được. Này Ananda, ông đã gần gũi Như Lai trong thời gian dài, cái này chúng tôi có thể cho này cho thầy có thiếu mất này, với thân nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích an lạc có một không hai, vô lượng với khẩu nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích an lạc có một không hai, với ý nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích an lạc có một không hai, vô lượng. Này Ananda, ông đắc thành nhiều công đức, hãy cố gắng tinh tấn, không bao lâu nữa ông sẽ chứng bậc vô lậu. Bậc vô lậu tức là không còn lậu hoặc nữa, nghĩa là A-la-hán. Thì mình thấy cái ý cũng giống như vậy, nhưng mà chi tiết, nhiều chi tiết hơn. Cái ý của cái đoạn kinh của Nikaya cũng tương tự, nhưng mà nhiều chi tiết hơn. Tức là Đức Phật nói rằng ông Ananda đừng có buồn rầu khóc than, bởi vì các cái pháp mà đã có sinh rồi thì phải có diệt, không thể nào tránh được. Những xác thân của mình cũng vậy, ngay cả xác thân của Đức Phật đã có sinh ra rồi thì phải có lúc nào sẽ ngừng hoạt động, không có tránh được. Và cái điều này mình cũng hiểu và áp dụng ngay như chúng tôi đã có trình bày. Đối với những cái vị ân sư, những cái vị cao tăng mà mình kính trọng, mình thương mến, các vị ấy đang đã có sinh rồi thì có bệnh, có già yếu, bởi không bệnh này thì bệnh kia, và một ngày nào đó thì các vị ấy cũng đi thôi, cũng chết rồi, ngưng hoạt động. Cho mình cũng không có nên có buồn rầu khóc than, bởi vì đó là cái sự kiện hiển nhiên cho tất cả mọi chúng sinh, có sinh là có diệt, mình phải hiểu được như vậy. Rồi ngài cũng có khuyên, có các tán thán ca ngợi Ananda là đã hầu hạ ngài với thân khẩu ý từ hòa vô lượng từ ái. Rồi ngài cũng, và đó là cái công đức lớn, công đức rất lớn, tức là ngài khen để mà khích tấn, động viên Ananda. Rồi một cái câu động viên cuối cùng nữa là ngài cũng nói là cố gắng đi, không bao lâu nữa cũng sẽ đắc đạo. Nở ra mà nhớ. Và chúng ta, nếu chúng ta đọc lại cái phần luật tạng thì chúng ta biết là sau khi Đức Phật qua đời rồi, nhập diệt rồi á, thì chư tăng có họp lại để kết tập kinh điển. Thì cái đêm mà trước khi cái ngày tụ tập hội tập để mà kết tập kinh điển, thì ngài Ananda lúc đó chưa vẫn còn là một vị dự lưu, quả dự lưu mới đi hành thiền.
đi hành đi kinh hành, đi tới đi đôi, đi tới đi đôi, tập trung vào những cái bước chân đi. Và đến khi mà ngài mệt mỏi, ngài buồn ngủ rồi, ngưng lại, ngài quyết định đi ngủ, thì khi ngài nằm xuống thì cái đầu ngài chưa chạm xuống đất hay là chưa chạm xuống cái gối ngủ thì ngài đắc quả a la hán. Có trường hợp đắc đạo, đắc quả của ngài Ananda rất là đặc biệt. Tức là ngài đắc quả không phải trong tư thế đi, mà cũng không phải trong tư thế đứng, không phải trong tư thế nằm hay tư thế ngồi, nhưng mà ở giữa tư thế nằm xuống, chưa có cái đầu chưa chạm cái gối thì ngài đắc đạo. Một cái tư thế rất là đặc biệt mà không thấy ghi lại cho một vị nào khác ở trong kinh điển, chỉ có ngài Ananda thôi. Rồi cái đoạn kinh tiếp mà thường được trích ra, cái lời giải cuối cùng thường được trích ra đó là Đức Phật dạy các ngài tỳ khưu như thế này: Này các tỳ khưu, nay ta khuyên dạy các ông, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Đó là lời cuối cùng của Như Lai. Thì đây là cái lời giảng dạy của Phật mà chúng ta thấy thường được trích ra để mà nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải biết các pháp hữu vi là vô thường, thay đổi luôn luôn, không có nên luyến tiếc. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải tinh tấn nỗ lực tu tập, không có dễ vui, không có phóng dật. Anh chị có nghe được chưa ha? Bây giờ chúng tôi trở lại cái đoạn kinh của A Hàm. Thế rồi Thế Tôn nhập sơ thiền, rồi từ sơ thiền xuất ra nhập nhị thiền, từ nhị thiền xuất ra nhập tam thiền, từ tam thiền xuất ra nhập tứ thiền. Rồi ngài từ tứ thiền xuất ra nhập không xứ định, từ không xứ định xuất ra nhập thức xứ định, từ thức xứ định xuất ra nhập vô sở hữu xứ định, từ vô sở hữu xứ định xuất ra nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ định, từ phi tưởng phi phi tưởng xứ định xuất ra nhập diệt thọ tưởng định. Khi mà ngài nhập vào bốn cái tầng thiền, đi lần lượt từ từ sơ thiền đến tứ thiền, bốn tầng thiền hữu sắc rồi đó, thì cái tâm của ngài là một cái tâm xả viên mãn thanh tịnh, là ngài bắt đầu hướng lên bốn cái tầng thiền vô sắc, từ không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau đó rồi thì ngài nhập vào cái tầng thiền thứ 9 là cao nhất, tức là không còn thọ, không còn tưởng nữa. Thì đối với cái quan niệm thông thường trong thời đó, thì một cái vị mà khi nhập được diệt thọ tưởng định rồi thì vị ấy có thể nhập diệt luôn, không có trở lại nữa. Thành thử ra ngài A Nan với trí tuệ của một vị dự lưu chưa có hoàn toàn lắm, ngài tưởng rằng Đức Phật đã nhập diệt, nên mới hỏi ngài Anuruddha, ngài A Nan luật. Chúng ta còn nhớ ngài A Nan luật hay là Anuruddha là một cái vị mà hành thiền sâu sắc, gọi là có thiên nhãn, ngài thấy rõ cái tâm trạng hay là cái trạng thái tâm của mỗi người. Thì ngài thấy, ngài biết, ra ngài theo dõi cái tiến trình nhập thiền của Đức Phật, thì ngài Ananda mới hỏi rằng Thế Tôn đã nhập niết bàn rồi chăng? Ananda luật nói: Chưa Anan, Thế Tôn hiện đang ở trong diệt thọ tưởng định. Lúc khi được ở gần Phật, tôi được nghe ngài nói rằng ngài sẽ nhập niết bàn khi xuất ra từ tứ thiền. Cái câu này thì không có, lúc trước mà được nghe Đức Phật nói như vậy thì không có ghi ở trong kinh điển Nikaya, nhưng mà có ghi cái sự kiện là ngài Anuruddha thấy được và muốn nói là ngài Ananda là tâm của Đức Phật lúc đó là đang ở trong cái trạng thái diệt thọ tưởng định chưa, chứ ngài chưa, Đức Phật chưa có nhập diệt. Chỉ có ngài Anuruddha là có thể biết được, thấy được. Rồi Thế Tôn từ diệt thọ tưởng định xuất ra nhập phi tưởng phi phi tưởng định, từ phi tưởng phi phi tưởng định xuất ra nhập vô sở hữu định, từ vô sở hữu định xuất ra nhập thức xứ định, từ thức xứ định xuất ra nhập không xứ định. Tức là bây giờ ngài đi ngược lại, khi ngài đến tầng thiền thứ 9 rồi thì ngài đi ngược trở xuống. Ngài đi xuống phi tưởng phi tưởng xứ, rồi ngài đi xuống vô sở hữu xứ, ngài đi xuống thức vô biên xứ, rồi ngài
đi xuống không vô biên xứ. Sau đó là ngài đi xuống lần nữa, đi xuống bốn tầng thiền sắc giới. Rồi ngài từ không xứ định xuất ra nhập tứ thiền, từ tứ thiền xuất ra nhập tam thiền, từ tam thiền xuất ra nhập nhị thiền, từ nhị thiền xuất ra nhập sơ thiền. Ngài đi xuống cho tới sơ thiền. Rồi ngài đi ngược trở lên, ngài, cái tâm của ngài đi ngược trở lên. Rồi ngài từ sơ thiền xuất ra nhập nhị thiền, ngài từ nhị thiền xuất ra nhập tam thiền, từ tam thiền xuất ra nhập tứ thiền, rồi từ tứ thiền xuất ra Phật nhập Niết Bàn, tức là ngài nhập thiền. Ngài nhập về cái trạng thái giữa tứ thiền và không vô biên xứ, tức là ngài xuất ra khỏi tứ thiền, thay vì ngài vào không vô biên xứ như lúc trước thì ngài nhập về ngay cái trạng thái tâm lúc đó. Và trong cái đoạn kinh tương ứng của Nikaya chúng ta trích ra phía dưới cũng tương tự như vậy thôi, cũng tương tự như vậy, tiến trình như vậy. Và chúng tôi có tóm tắt thành một cái bản để cho các anh chị dễ hiểu và dễ theo dõi, thì mời các anh chị qua cái link tiếp. Chúng ta bấm vào đây. Đây là cái link mà các anh chị có thể theo dõi được. Không biết các anh chị có thấy được cái link này không? Cái link này quan trọng, cái bản này nó giúp cho mình thấy rõ hơn, thấy rõ vấn đề hơn. Tức là cái tiến trình nhập diệt của ngài, chúng ta ở đây chúng ta có 9 bậc thiền, có 4 bậc thiền, 4 bậc phía dưới là màu hồng, tức là 4 bậc thiền sắc giới. Rồi trên nữa là có 4 cái hình bậc thiền màu xanh dương, tức là bậc thiền vô sắc. Và cuối cùng là có màu xanh lá, phía trên cùng hết là cái tầng thiền thứ 9 cao nhất. Thì các anh chị có thể thấy được như vậy. Bắt đầu là ngài đi, cái tiến trình tâm của ngài là ngài nhập thiền từ sơ thiền lên nhị thiền, lên tam thiền, lên tứ thiền. Rồi từ tứ thiền ngài vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là 8 cái tầng thiền cao nhất, trong ngay cả người đạt đạo, những cái người Bà La Môn, tu sĩ Bà La Môn thời đó cũng có người có thể đắc được như vậy. Nhưng mà cao hơn là diệt thọ tưởng định là không có, rất là cao, là không còn thọ, không còn tưởng nữa. Thì ngài lên tới cái tầng thiền thứ 9 là cao nhất rồi. Thay vì nhập diệt ở đó, như là ngài Ananda đã có cái ấn tượng như vậy. Bởi vì không, Đức Phật không thấy có cái cảm thọ, không có cái nhận thức nào hết, nhưng mà ngài vẫn còn sống. Chỉ có ngài Anaruddha, tức là Anaruddha biết được như vậy thôi. Và thấy được là khi sau khi mà ngài nhập diệt thọ tưởng định rồi thì tâm ngài đi trở xuống, xuống phi tưởng phi phi tưởng xứ, xuống vô sở hữu xứ, đi xuống thức vô biên xứ, và đi xuống không vô biên xứ. Đó là 4 cái tầng thiền vô sắc. Rồi ngài đi xuống nữa, xuống tứ thiền, xuống tam thiền, xuống nhị thiền, xuống tới sơ thiền. Chỗ này các anh chị có thấy được chỗ này không? Dạ, Diệu Trí Hà có thấy được chỗ này. Minh Hoa Trâm Ba. Rồi từ sơ thiền rồi là ngài đi ngược trở lên, đi ngược trở lên lần chót là từ sơ thiền lên nhị thiền, lên tam thiền, lên tứ thiền. Sau khi đã đạt được bậc tứ thiền rồi thì ngài nhập diệt ngay chỗ đó. Đó là cái tiến trình chúng tôi soạn ra cái này để các anh chị dễ theo dõi. Có theo dõi được cái chỗ này không? Cái bản này thì nó đơn giản nhưng mà nó giúp cho mình hiểu được cái đoạn văn. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại cái phần kinh văn và đọc tiếp cái phần thảo luận. Lời giải cuối cùng của Đức Phật trong bài được dịch ở trên nhấn mạnh về sự vô thường của mọi pháp. Cái điều này quan trọng, Đức Phật nhắc tới cái lời giải cuối cùng, tức là mọi pháp hữu vi đều vô thường. Chúng ta nhớ như vậy, nhắc chúng ta, đó là quan trọng, phải thấy rõ được cái sự vô thường. Ngay cả cái bản thân của ngài hoặc là những cái chuyện chung quanh đều là vô thường, có sinh rồi có diệt. Phải chấp nhận cái đó. Nhiều khi mình không chấp nhận rồi mình sầu khổ, mình luyến tiếc, mình quên đi. Phải hiểu rõ như vậy. Thành ra cái tuệ đầu tiên mà mình cần phải có, mà quan trọng là cái tuệ sinh diệt, tức là cái tuệ thấy được sự sinh và sự diệt. Bài kinh tương đương trong trường bộ và bản kinh Sanskrit cũng có những điểm tương tự. Cách này như Đức Phật dùng sự nhập diệt của ngài để dạy các đệ tử, giúp cho các vị ấy nhận thức rõ ràng rằng quán tưởng
về vô thực là tâm điển. Khi chứng kiến sự ra đi của mình phải hiểu như vậy. Khi mình thấy quán tương tự như thế cũng được thực hiện khi chứng kiến cảnh qua đời của bất cứ người nào khác. Thật thế, quán tưởng về vô thường có thể xem như là điểm hội tụ của các quan điểm khác nhau để nuôi dưỡng tuệ giác về bệnh tật và cái chết đã được trình bày trong các chương trước. Có thể xem như là chìa khóa để mở kho báu của trí tuệ giải thoát. Quán soi về vô thường là điểm trọng yếu trong lời dạy cùng của Đức Phật. Và cái này cũng là một cái điểm hay. Tức là mình dựa theo cái bài kinh này, dựa theo lời khuyên của Phật để áp dụng cho thực tế cho cuộc đời của mình. Bởi vì chắc chắn là chúng ta sẽ quan sát hoặc là mình chứng kiến được cái cảnh qua đời của những người thân, những người trong nhà, cha mẹ, anh em, ngay cả những người con. Cũng có khi những người trẻ họ chết trước mình không có biết được. Có thể bệnh hay là bị tai nạn nào đó. Ra mình phải bình tâm chấp nhận cái sự kiện đó. Có sinh là có gì. Đừng có tiếc nuối vô ích, buồn rầu vô ích, mà mình nghĩ tới những cái điều tốt đẹp khi mà người ấy còn sống, khi mình với những cái người sắp chết đó, mình chia sẻ hoặc là mình học hỏi được gì, mình nhớ ơn và mình thương yêu cái người và chấp nhận cái sự ra đi của những cái người của người sắp chết. Và đó là cái mình quán soi về vô thường, mình sẽ thấy được như vậy. Sau khi nhắc nhở về tầm quan trọng của sự vô thường như là một nhận thức quan trọng cần phải ghi nhớ trong bài kinh nêu trên, Đức Phật thể hiện lần cuối cùng sự vượt trội của một tâm ý trưởng thành về thiền định, ngay cả trong giây phút cuối cùng của sống. Từ đó ghi lại những lợi ích của sự tu tập tinh tấn cũng được đề cập trong lời khuyên bảo cuối cùng. Tức là Đức Phật sở dĩ theo cái nhìn của Ngài Analayo thì Đức Phật đi dập thiền như vậy để chứng tỏ, để dạy chúng ta thấy rõ được cái sự là chúng ta phải thành thạo trong vấn đề này, trong vấn đề tu tập ngay trong khi chúng ta còn khỏe mạnh. Và cái điều đó là cái điều mà Đức Phật mong mỏi chúng ta phải đừng có dễ vui, phải lúc nào cũng phải nỗ lực tinh tấn. Còn mỗi cái điều là vô thường hết là mình phải lợi dụng trong cái giờ phút mà mình còn khỏe, còn sáng suốt, còn đủ những cái điều kiện thuận lợi để mình tu tập, chứ đừng có dễ vui khi mình quên đi. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy, nên là cần có những cái lời nhắc nhở thế. Sự hành thiền cuối cùng của Đức Phật bao gồm một tiến trình toàn bộ các cấp độ định tâm được công nhận trong tư tưởng Phật giáo sơ kỳ. Trong cái Phật giáo sơ kỳ là lúc nào cũng nói về cái tiến trình hành thiền này, là nói về bốn bậc thiền vô sắc, bốn bậc thiền hữu sắc trước, từ sơ thiền đến tứ thiền, rồi bốn bậc thiền vô sắc. Tiến trình này bắt đầu bằng bốn bậc thiền na đầu tiên. Chánh na là thiền na, thường thường mình chỉ nói thiền thôi, chúng tôi thấy nó hơi ngắn gọn, đôi khi bị lầm lẫn. Thì ra chúng tôi phiên âm sát hơn là chỉ chánh na, tức là thiền na. Như được liệt kê dưới đây, kèm theo các đặc tính chính yếu, sơ thiền hỷ và lạc sinh ra từ sự ly dục. Ly dục ở đây có nghĩa là chúng ta ly ra hay là thoát khỏi năm cái triền cái tham dục, sân hận, không cầm thủy miên, nghi ngờ, trạo hối. Chúng ta thoát ra khỏi cái đó, ly dục. Hỷ và lạc ly dục sinh. Nhị thiền, hỷ và lạc sinh ra từ sự định tâm, tức là nói trong thuật ngữ nhà Phật là hỷ và lạc do định sinh. Tam thiền, tức là chỉ còn lạc, tức là xả, niệm, lạc, trú trong kinh. Tứ thiền là tâm xả, tức là xả và niệm thanh tịnh. Tức là cái quan trọng mà Ngài nhắc, tức là thấy sơ thiền có hỷ và lạc, nhưng mà từ cái sự ly dục. Qua nhị thiền không còn tầm tứ nữa, thì còn hỷ và lạc, nhưng mà qua từ cái sự định tâm. Qua tam thiền thì chỉ còn lạc, không bỏ hỷ, chỉ còn lạc. Ở chỗ đó quan trọng. Và cái tứ thiền quan trọng, tức là tâm xả. Thiền na đầu tiên trong bốn bậc thiền này được đặc trưng bởi sự hiện diện của một mức độ tinh tế của ứng dụng của tầm và tứ, vitakka và vichara, cũng như qua thể hiện của hỷ và lạc sinh ra từ ly dục và cách ly với thế giới bên ngoài, tức là không bị dính mắc vào trong
những cái cảm giác của mắt tai mũi lưỡi thân, lúc đó chỉ sống trong ý thôi. Tức là vì đó mà mới là gọi là cái tâm ở trong thiền sắc giới là cho không còn nằm ở trong dục giới nè, không còn bị chi phối bởi mắt tai mũi lưỡi thân. Với thiền na thứ hai, tầm và tứ được diệt bỏ. Tầm tức là một cái tâm nó hướng về đối tượng, tứ tức là bám chặt theo đối tượng. Với kết quả là sự thể nghiệm hỷ và lạc sinh ra từ sự định tâm. Với thiền na thứ ba, hỷ lắng xuống và chỉ còn có lạc. Yếu tố niệm lúc nào cũng có mặt xuyên suốt trong tiến trình hành thiền, trở nên nổi bật tại thời điểm này, được xem như là một tính đặc biệt ở cấp độ thiền này. Tức là lúc nào mình cũng phải có niệm, cũng phải tỉnh thức, nhưng mà nó nổi bật, nó rõ ràng hơn khi mà cái hỷ của mình nó lắng xuống rồi. Thì mình chỉ còn cái niềm vui nhẹ nhàng thì lúc đó mình thấy rõ nổi bật lên cái niềm. Với thiền na thứ tư, ngay cả lạc cũng dần dần tan biến. Kết quả là sự thể nghiệm một trạng thái tâm ổn cố trong xả, và đồng thời thể nghiệm một trạng thái niệm thanh tịnh tuyệt đối. Thì qua cái thiền na thứ tư thì không còn lạc, cái tâm nó xả, tức là nó không còn dính mắc, không còn không vui không buồn, mình có cái tâm nó cân bằng, và lúc đó là cái niệm của mình mới thật sự là thanh tịnh. Khi tâm đạt được mức độ làm chủ pháp thiền này, hành giả có thể trau dồi 4 cấp độ thiền vô sắc. Cấp độ này dựa trên tâm, mức tâm đạt được ở tứ thiền. Chứng đạt liên tiếp của các cấp độ ấy diễn ra qua sự tinh chế đối tượng, hay là xứ của sự định tâm. Tức là 4 cái cấp độ tiếp trong cái thiền vô sắc. Thật sự ra cái tâm nó vẫn là xả niệm thanh tịnh thôi, xả và niệm thanh tịnh. Nó không có gì khác. Nhưng mà kỹ cái đối tượng nó thay đổi. Lúc đầu mình chọn cái đối tượng nào đó thì khi mình đạt tới 4 thiền thứ tư, tức là tứ thiền rồi, thì mình thay đổi, mình đưa cái đối tượng của mình thay đổi từ không vô biên sang thức vô biên, và vô sở hữu, và cuối cùng là phi tưởng phi phi tưởng. Với thiền na vô sắc đầu tiên, đề mục trước đó dùng để luyện 4 thiền na sắc giới bị bỏ lại và thay thế bằng ý niệm về khoảng không gian vô tận, đó mới gọi là không vô biên xứ. Tiếp theo đó, hành giả hướng đến tâm thức thể nghiệm không gian vô biên đó, tạo ra kết quả là thể nghiệm được tâm thức vô biên, và dùng đó làm đề mục để nhập vào bức thiền thứ 6, tức là thức vô biên xứ. Tức là sau khi cái tâm mình ở trong cái không vô biên xứ rồi, cái không gian mà nó vô tận rồi, thì lúc đó mình chuyển về cái tâm thức của mình ghi nhận, chú tâm vào trong cái thức của mình mà nó đang theo dõi cái không gian đó, thì cái thức đó cũng là một cái thức vô biên, tức là không có giới hạn, thức vô biên sự. Chú tâm vào tánh không và vắng lặng của tâm thức, hành giả thể nghiệm được tính vô sở hữu và mức thiền na thứ 7, tức là vô sở hữu xứ, là không còn có cái tôi, cái của tôi, cái ngã của tôi ở trong đó, mình thấy rõ như vậy. Tinh chế dần dần của tưởng đưa đến thể nghiệm sâu sắc hơn, cho đến cấp độ mà tưởng không còn hoạt động đầy đủ nữa. Kết quả là hành giả không hoàn toàn nhận thức, mà cũng không hoàn toàn không có nhận thức. Đó là phi tưởng, mà phi phi tưởng. Mình nhớ chỗ đó. Chỗ này cũng hơi khó hiểu cách dùng chữ, nhưng mà trong tiếng Anh cũng vậy thôi. Đó là, nó phải là, nó là không có tưởng, nhưng mà không phải là không có tưởng. Một cái trạng thái chính giữa hai cái trạng hai cái cực đoan đó, phi tưởng và phi phi tưởng. Và kết quả là đó là thiền na thứ 8. Trong giờ phút cận kề nhập diệt, kinh văn ghi lại là Đức Phật đã thông qua tất cả 8 bậc thiền na rồi tiếp tục tiến vào giai đoạn cao nhất của thiền định, đó là cấp độ không còn thọ và tưởng. Diệt thọ tưởng định, không có thọ mà cũng không có tưởng. Như đã thảo luận ở các chương 6 và 7, Ngài Anuruddha, Ngài Ana Luật và ngay cả Đức Phật đã không dùng đến khả năng nhập vào diệt thọ tưởng định khi thân thể đau đớn, mà các ngài chọn an trú trong 4 niệm xứ, trong 4 niệm xứ Satipatthana. Tức là bây giờ Ngài Ana Luật đã trình bày trong chương 6 và 7 rồi, khi mà Ngài Anuruddha, tức là một người vị mà hành thiền rất giỏi,
Và ngay cả chính Đức Phật khi các ngài bị bệnh, lúc đó còn sống nhưng mà bị bệnh, đau đớn thân thể rất đau đớn, nhưng mà các ngài cũng không chọn nhập vào trong, đưa cái tâm vào trong diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định tức là không còn cảm thọ, tức là lúc đó là không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh. Nhưng mà các ngài không có dùng cái khả năng đó, mà ngài chỉ dùng cái khả năng tỉnh thức tối đa dựa vào trong niệm xứ Satipatthana thôi, tức là để thấy thấy rõ cái tiến trình cái đau đớn của cái thân thể mình như thế nào, nhận thức với cảm thọ đó, chứ không phải là trốn tránh cái cảm thọ đó, là cái ý của ngài Analayo ở trong chỗ này. Trong bài kinh ở chương này, Đức Phật cũng không chọn nhập diệt ở trạng thái diệt thọ tưởng định, và cũng vậy, bởi vì mình nhớ trong những cái ngày tháng, những cái ngày cuối cùng khi Đức Phật trước khi Đức Phật nhập diệt thì ngài ăn cái nấm của ông Chunda, ông cúng dường, thì ngài bệnh, ngài bị kiết lỵ, đau đớn vô cùng, già yếu, lúc đó ngài 80 tuổi rồi, già yếu mà bị bộ tiêu hóa cũng như giống như bị trúng thực, trúng độc, đau đớn ghê lắm. Nhưng mà ngài chọn là không có trốn tránh cái cảm thọ đau đớn đó bằng cách là nhập diệt ở diệt thọ tưởng định. Ý của ngài Analayo nói rất vẫn chịu đựng được những cái cơn đau như vậy, những cơn đau về thân thể. Trong bài kinh ở chương này, Đức Phật cũng không chọn nhập diệt ở trạng thái thọ tưởng định, diệt thọ tưởng định. Thật vậy, chính ngài Anuruddha là người chỉ cho ngài Ananda biết về điểm này, và ngài vì ngài Ananda có ấn tượng rằng Đức Phật đã nhập diệt tại thời điểm đó. Mình thấy rõ nha, chỉ có ngài Ananda luật là thấy rồi, biết được, hiểu được cho đó thôi. Còn ngài Ananda thì không hiểu, bởi vì vẫn còn là lúc đó thì ngài Ananda luật đã đắc A La Hán rồi. Còn trong khi đó ngài Ananda vẫn còn là một cái vị dự lưu thôi, nên ngài không thấy được cho đó. Và có lẽ cái mức thiền của ngài cũng không có cao thâm như là ngài Anuruddha. Thay vì nhập diệt ở mức thiền na diệt thọ tưởng, Đức Phật lần lượt lui về các cấp độ thiền na thấp hơn cho đến thiền na đầu tiên. Khả năng đắc cả các bậc thiền theo thứ tự tăng dần và giảm dần, chứng tỏ ngài đã thành đạo, làm chủ được tiến trình thiền định. Từ sơ thiền, một Đức Phật bắt đầu nhập thiền tăng tiến cho đến ngay sau khi thoát ra tứ thiền, ngài nhập diệt. Ngài nhập diệt trong một trạng thái không những với mức tâm định sâu sắc, mà còn với một mức độ hoàn toàn thanh tịnh của niệm kết hợp với xả. Cái chỗ này nó quan trọng. Mình thấy cái tiến trình của nhập thiền của ngài là ngài đi tới từ tầng thiền thứ nhất cho đến tầng thiền thứ 9 là diệt thọ tưởng định, rồi ngài trở xuống thứ 8, thứ 7, thứ 6, thứ 5, rồi xuống thứ 4, thứ 3, thứ 2, thứ nhất sơ thiền. Từ sơ thiền là đi trở lên sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngay ở chỗ tứ thiền, tức là cái tâm ngài hoàn toàn xả và niệm thanh tịnh rồi thì ngài như thế. Tiến trình nhập thiền của Đức Phật cho chúng ta thấy được hai điều. Thứ nhất, mức độ thành thạo trong nhập thiền là kết quả của sự tu luyện tinh tấn trước đó, tức là trước đó Đức Phật đã, ngay cả trước khi ngài thành đạo là ngài đã đi tu tập với các vị đạo sĩ Bà La Môn và đạt được hai cái mức thiền cao nhất rồi. Nhưng mà thấy chưa có giải thoát ra, ngài mới bỏ, rồi bỏ từ giả hai vị đạo sĩ đó mà ngài tiếp tục hành thiền, tự hành thiền, phát triển tuệ giác ngay dưới ở cội Bồ Đề ở Đề Đạo Tràng. Ngay khi cận kề cái chết, Đức Phật đã chứng tỏ cho thấy ngài có một mức độ tự chủ cao cấp để có thể thông qua toàn bộ các bậc thiền theo thứ tự tăng lên và giảm xuống. Nên mình thấy rõ như vậy, Đức Phật cho chúng ta thấy được như vậy. Ngài đi từ sơ thiền cho đến tới cái bậc thiền thứ 9 rất dễ dàng, từ thứ 9 ngài lại trở xuống rồi lại sơ thiền, rồi ngài lại trở lên một lần nữa và nhập diệt ở tứ thiền. Thứ hai, với sự thành thạo thể nhập các bậc thiền na, ngài chọn nhập diệt trong trạng thái tâm trí với niệm đặc biệt hoàn toàn thanh tịnh, tức là ở tứ thiền, xả niệm thanh tịnh. Đây là phù hợp với đề chung xuyên suốt trong các chương khác của cuốn sách này, lúc nào cũng nêu rõ tiềm năng và tầm quan trọng của chánh niệm khi đối diện trước bệnh tật và cái chết.
Niệm là một phẩm chất cần phải được nuôi dưỡng, trau dồi, nhất là khi trải qua đau đớn hay sầu khổ, khi chăm sóc kẻ khác hay trong giờ phút lâm chung của chính mình. Từ những bước đầu tiên trên con đường tu tập cho đến thời điểm cuối cùng của cuộc đời. Và đó là cái ý quan trọng của Ngài Tỳ Khưu Anarayo, Ngài nhấn mạnh là chúng ta cần phải tâm niệm và chánh niệm bất cứ lúc nào. Mà mình phải tu tập ngay từ bây giờ. Và không phải đi cho chính mình, mà khi mình chăm sóc người khác, cận kề với người thân yêu mà họ sắp chết, mình cũng phải có niệm để mình khuyên giải họ, chứ không phải là để mình sầu khổ. Cái điều đó là quan trọng, bởi chính bản thân chúng tôi đã chứng kiến cảnh chết hay là của người thân, của ba má chúng tôi khi chúng họ, và ngày xưa là của bà dì và của người bạn, mình thấy được như vậy. Có thể những người chung quanh mình họ đi trước mà, đi chết bệnh rồi chết trước mà. Ra cái mình cần phải có một cái khả năng, mình có chánh niệm để mình khi mình có mặt ở đó mình giúp cho họ, thay vì mình khóc than sầu khổ hay là bối rối thương tiếc gì đó. Điều đó không có giải quyết được vấn đề. Để đây là làm sao mình đối phó với cái sự vô thường, cái sự ra đi của người thân. Để ra mình tu tập ngay từ bây giờ, trong những phút bây giờ cho tới khi tới khi mình lâm chung cũng vậy. Cái bản thân của mình khi mình gần chết rồi, mình không có lo sợ, mình phải biết buông xả và tỉnh táo để mình ra đi. Vì lúc đó là từ từ rồi mình cũng phải, cái thân ngũ uẩn cũng phải ngưng hoạt động thôi. Mình phải làm sao giúp, làm sao có một cái khả năng mình giữ được cái sự tỉnh thức, tỉnh táo đó cho tới cái giây phút cuối cùng, cái khoảnh khắc cuối cùng trong cái cuộc sống của mình. Tóm lại lời dạy cuối cùng, tiến trình hành thiền cuối cùng của Đức Phật nêu rõ tầm quan trọng của nhận thức về sự vô thường và về phát triển niệm. Cả hai cần phải nỗ lực tu tập, chúng ta cần phải thấy rõ, chấp nhận và thông suốt cái tiến trình sinh diệt, cái bản chất sinh diệt vô thường thay đổi luôn luôn của mọi pháp trong đời sống. Nhiều khi mình quên cái đó, cái làm cho mình tự đắc mình, hoặc là làm cho mình sầu khổ. Ai cũng vậy, ngay bản thân chúng tôi cũng vậy thôi. Mà ngay cả chúng ta thấy cả Ngài Ananda là Ngài đã đắc cái quả dự lưu, mà gần gũi Đức Phật 20 năm, nghe biết bao nhiêu bài giảng mà Ngài cũng vẫn chưa được. Ra mình thấy khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà phải cố gắng mình làm sao mình có được, mình hiểu được cái sự vô thường, chấp nhận trong bất cứ cái chuyện gì xảy ra trong đời sống, đối với những người chung quanh cũng như ngay cả bản thân của mình. Chúng tôi cũng vậy, bây giờ tự nhiên ngủ đêm sáng dậy thấy cái thân mình nó khác rồi, có khi thì đau chân, có khi thì đau lưng, có khi thì đau mắt, đủ thứ chuyện hết. Khi mình bực bội mình đâu có cản được, nhưng mà rồi mình bình tâm lại, mình chấp nhận sanh lão bệnh tử, một ngày nào đó rồi mình sẽ chết. Và cần có sự, lúc nào cũng phải có duy trì cái sự tỉnh táo, tỉnh thức, nhận định. Làm thế nào để tu dưỡng niệm một cách siêng năng cần mẫn liên quan đến khía cạnh đe dọa nhất của sự vô thường, đó là cái chết của chính mình, là chủ đề của chương tiếp theo, tức là chương cuối cùng, chương 24 sẽ nói về có những cái phương pháp hoặc những lời dạy của Đức Phật để giúp chúng ta niệm chết, tức là quán tưởng về cái chết, thì chúng tôi sẽ cố gắng trình bày trong tuần tới. Đó là xong 24 cái chương rồi, cái phần cuối cùng là phần kết luận, là nói về những cái bài thực tập. Thì chừng đó thì chúng ta sẽ tính sao. Thì bây giờ thì chúng tôi cũng lố khoảng 5-6 phút rồi, thì cũng mong quý anh chị Phật quan hỷ thông cảm, và chúng tôi xin dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng xin quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư tôn đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu. Cầu mong cho tất cả hằng được sanh vui.
Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, ta món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính tri ân quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, cũng như xin kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các anh chị trong ban điều hành đã giúp cho buổi sinh hoạt được hoàn mãn tốt đẹp. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin chúc tất cả quý vị thân tâm an lạc trong mọi điều trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.